trong sự nghiệp của mình mà Trương Văn Thiết được xếp thi đấu ở vị trí hậu vệ trái. Cựu tuyển thủ U19 quốc gia luôn luôn nguy hiểm. Lỗi của Trần Ngọc Sơn, đã có lỗi của Quang Thế Tài. Một tình huống đá phạt và chắc chắn có thẻ cho Thế Tài. Chỉ không biết rằng sẽ là tấm thẻ màu gì mà thôi, tôi đã có vẻ như nhìn thấy đó là màu đỏ. Chính xác là như vậy, chúng ta đang nhìn thấy tấm thẻ màu đỏ phía sau lưng trọng tài chính Công Khanh. Hoàn toàn dễ hiểu bởi đây là tình huống mà Thế Tài đã cố tình phạm lỗi để ngăn cản một bàn thua. Tình huống này dẫn đến từ một sai lầm rất khó hiểu của Trần Ngọc Sơn. Chúng ta hãy xem lại tình huống này, không quá khó khăn nhưng pha trả về của Ngọc Sơn quá nhẹ. Và nó đúng vào cái đà băng lên của Phan Gan. Tốc độ của Phan Gan thì chúng ta không phải bàn cãi, một trong những tiền đạo có tốc độ tốt nhất V-League. Và dĩ nhiên khi nhận được món quà trời cho này thì anh sẽ không bỏ lỡ. Quang Thế Tài không còn cách nào khác, bắt buộc phải phạm lỗi. Thẻ đỏ là xứng đáng rồi. Nhưng dù sao cũng còn may mắn cho đội chủ nhà. Đây là tình huống mà điểm đá phạt nằm ngoài khu vực 16m50. Có nghĩa là sẽ chỉ là một quả phạt trực tiếp, chứ không phải là một quả penalty. Nếu như nó diễn ra trong vòng cấm thì có lẽ mọi chuyện sẽ còn bi đát hơn rất nhiều. Khuôn mặt chán nản của huấn luyện viên Lee Hong Sin. Mọi thứ đang rất thuận lợi với đội chủ nhà thì bỗng nhiên một quyết định sai lầm của cầu thủ mang áo số 9 Ngọc Sơn khiến mọi thứ xoay chiều. Quang Thế Tài chắc chắn phải rời sân.